Quỳnh Quân, Nhan Phúc Vinh lộ chi tiết phim giả tình thật, fan đang hú hét liền im bặt bởi điều này. Mẹ hạnh Quỳnh Quân trong Đừng Làm Mẹ Cáu bị netizen phát hiện công khai thả thính Nhan Phúc Vinh, cặp đôi bước ra từ cùng một bộ phim, khiến nghi vấn phim giả tình thật được đẩy lên cao. Quỳnh Quân và Nhan Phúc Vinh là cặp nam nữ phim truyền hình đang được khán giả yêu thích và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt trong thời gian qua. Không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh, độ hợp cả lẫn đẹp đôi, thì ở ngoài đời cả hai cũng được khán giả biết đến với một tình cảm anh em đồng nghiệp khá thân thiết. Thậm chí nhiều người còn mong muốn cả hai sẽ đến với nhau, trở thành phim giả tình thật vì cả hai đều trai chưa vợ, gái chưa chồng. Dù bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu nơi khán giả biết đến hạnh Quỳnh Quân và Quân Nhan Phúc Vinh đã mới vừa kết thúc, tuy nhiên dư âm của phim vẫn còn sâu đậm trong lòng khán giả. Cuộc sống đời tư của cặp đôi nam nữ diễn viên cũng được nhiều người theo sát và quan tâm. Mới đây, người hâm mộ lại được dịp quán quéo trước khoảnh khắc thả thính đầy tình cảm và mùi mẫn của mẹ hạnh Quỳnh Quân. Cụ thể, nữ diễn viên sinh năm 1995 này đã chủ động đăng tải dòng trạng thái, được cho là đang nhắc đến Nhan Phúc Vinh. Cô viết, con tạo xoay vần, thế nhân xoay hướng. Nếu anh sẵn sàng làm quân, thì em sẽ thôi không làm tướng. Em còn đang mãi đi chơi. Theo đó, nhiều khán giả đã tình ý phát hiện ra dòng trạng thái trên của Quỳnh Quân đã có những dấu hiệu bất thường bởi từ Quân trong bài viết được mẹ hạnh đặc biệt viết hoa lên, ám chỉ tên của một nhân vật và người được réo tên nhiều nhất là Nhan Phúc Vinh, người đảm nhận vai Quân trong Đừng Làm Mẹ Cáu và cũng là nam chính đóng cặp với cô. Trước màn thả thính quá lộ liễu, nhiều khán giả đã không ngừng phấn khích, thích thú, đặc biệt là các fan của bộ phim truyền hình nổi tiếng này. Nhiều đồn đoán cũng đã được đưa ra, cho rằng cả hai có thể đã chính thức trở thành cặp đôi phim giả tình thật. Phía dưới bình luận, netizen đã để lại những lời bình hóm hỉnh kêu gọi cả hai mau sớm công khai. Quá rõ ràng rồi nhé, mẹ hạnh đã nhắc thẳng tên bố Quân rồi, tới với nhau đi. Quỳnh Quân với Nhan Phúc Vinh quá đẹp đôi, ủng hộ nếu cả hai yêu nhau thật. Phim giả tình thật rồi, mẹ hạnh để lộ như thế này cơ mà. Bên cạnh những ý kiến đẩy thuyền thì một bộ phận khán giả lại cho rằng có thể Quỳnh Quân chỉ đang chơi đùa với các fan bởi cả hai vẫn thường xuyên tự nhận là anh em đồng nghiệp thân thiết, không có chuyện đến với nhau như mọi người đang suy diễn. Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh sau đó cũng đã chia sẻ trước truyền thông, anh cho rằng kết hợp với Quỳnh Quân trong phim chỉ là công việc, còn những chuyện xa hơn thì anh chưa bao giờ nghĩ đến trong đầu. Anh cũng mong khán giả cũng đừng nên quá khích đẩy thuyền bởi sẽ gây khó xử cho cả hai người. Trước độ vô tâm và thẳng thừng của bố Quân, netizen đang chưa kịp hú hét thì liền phải im bặt. Bên cạnh đó là chấp nhận sự thật, cho rằng không nên đẩy thuyền quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến những dự án cá nhân sau này của hai diễn viên. Quỳnh Quân là nữ diễn viên mới nổi trong thời gian gần đây. Trước đó, cô từng được biết đến với danh xưng Hot Girl cùng những clip hài ngắn trên mạng xã hội. Với khả năng diễn xuất tự nhiên cùng kỹ thuật diễn ấn tượng, Quỳnh Quân sau đó cũng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, được mời vào nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Quỳnh Búp Bê, Đừng Bắt Em Phải Quên, Hướng Dương Ngược Nắng. Về phía Nhan Phúc Vinh, anh cũng không còn là gương mặt xa lạ gì đối với khán giả truyền hình khi góp mặt đều đặn trong hàng loạt bộ phim từ Bắc đến Nam. Sự nghiệp diễn xuất của anh có thể nói là khá ấn tượng khi tạo nên thành công cho những bộ phim như Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Tình Yêu Và Tham Vọng. Ghi dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ bằng khả năng diễn xuất, Nhan Phúc Vinh còn được nhiều người yêu thích bởi vẻ điển trai, khí chất đàn ông khiến ai cũng ngước nhìn. Kết hợp với nhau trong Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Quân và Nhan Phúc Vinh đều đã tạo nên nhiều dấu ấn đẹp đẽ trong lòng công chúng bởi độ kết hợp ăn ý không khoảng cách, diễn xuất tự nhiên của cả hai. Đây cũng được xem là một thành công đáng tự hào của cặp đôi khi trong sự nghiệp diễn xuất lại có một vai diễn được nhiều người nhớ đến nhiều như vai Hạnh và Quân, góp phần tạo nên thành công của bộ phim.